Đêm nhạc của Tuấn Hưng, Nguyên Hà bị lùi vô thời hạn chỉ 3 ngày trước khi diễn ra. Đêm nhạc ban đầu được dự kiến tổ chức vào tối ngày 20 tháng 5 sắp tới. Mới đây, fanpage chính thức của chương trình Show of the Sea đã đăng tải thông báo về việc live show tình ca mùa hạ. Kế hoạch ban đầu sẽ diễn ra vào tối ngày 20 tháng 5 với sự tham dự của Tuấn Hưng, Nguyên Hà và Hoàng Đức Thịnh sẽ bị lùi vô thời hạn. Lý do được phía chương trình đưa ra nằm ở vấn đề phát sinh khiến ban tổ chức không thể giải quyết kịp thời. Ban tổ chức chương trình cũng cho biết sẽ tiến hành liên hệ và hoàn vé 100% cho khán giả. Thời điểm tổ chức lại đêm nhạc vẫn chưa được thông báo. Nguyên văn bài viết được đăng tải trên fanpage Show of the Sea như sau. Thông báo lùi show. Lời đầu tiên, ban tổ chức xin được gửi lời cảm ơn đến toàn bộ khán giả, những người đã quan tâm, mua vé và ủng hộ live show tình ca mùa hạ của Show of the Sea. Vì vấn đề liên quan đến buổi biểu diễn không thể giải quyết kịp thời, nên ban tổ chức bắt buộc phải lùi show diễn và hẹn gặp lại khán giả trong thời gian gần nhất, khi sự cố đã được xử lý. Với những khán giả đã mua vé, ban tổ chức sẽ liên hệ và hoàn 100% tiền vé. Tuy nhiên, vì số lượng vé bán ra rất lớn nên chắc chắn sẽ có sự bỏ sót nếu chưa được hoàn vé, vui lòng liên hệ với ban tổ chức theo hotline 0985176389. Một lần nữa, ban tổ chức xin cảm ơn và xin lỗi về sự lùi lịch gây bất tiện này cho quý vị khán giả. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp nhau trong show diễn gần nhất của Show of the Sea. Theo đó, vào chiều ngày 17 tháng 5, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản gửi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Việt Hưng yêu cầu dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Ông Phạm Tiến Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, chia sẻ với Vietnamnet. Qua công tác kiểm tra, chúng tôi phát hiện địa điểm tổ chức đêm nhạc nằm trên khu đất đã thu hồi nên đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long về việc đề xuất cho dừng hoạt động biểu diễn chương trình nghệ thuật này, ông Phúc nói. Trước đó, ngày 26 tháng 4, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh có văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật cho chương trình tình ca mùa hạ của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Việt Hưng. Dự tính diễn ra từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 20 tháng 5 tại tổ 91, khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long. Tuy nhiên, đến ngày 16 tháng 5, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh nhận được văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long về việc đề nghị thu hồi văn bản chấp thuận biểu diễn nghệ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Việt Hưng với lý do địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật nằm trong ranh giới. Vị trí đất đã có quyết định thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thu hồi 36.822 m² đất của công ty cổ phần Long Việt tại phường Hà Khẩu. Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh đã ban hành văn bản về việc thông báo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sau khi nhà nước thu hồi đất. Hiện, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long đang giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Hạ Long quản lý. Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Việt Hưng dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chương trình tình ca mùa hạ với thời gian và địa điểm nêu trên.